Video này chỉ mang tính chất giải trí, không hề có ý cổ suý cho mọi hành động xấu hay đi ngược lại với thần phong mỹ tục Việt Nam. Mua ạc Roblox và cày thuê giá rẻ vào ngay Roblox.shop nha. Đây là bà ngoại của tôi á hả? Hả? Sao nhìn kỳ vậy ta? Hình như không giống tôi cho lắm. Ok, và hello, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và lại là mình, Phong Cận TV, đẹp trai nhất hành tinh vũ trụ thế giới điện ảnh. Không phải là Minecraft mà là Roblox. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ chơi một tựa game mang tên là Trốn Thoát Khỏi Bà Ngoại các bạn ạ. Ấy thì cái trò này hơi bị vui luôn, hôm qua tôi mới kiếm được. Đây các bạn nhìn nè, đây chính là bà ngoại của chúng ta nè, đó. Bà ngoại của chúng ta đang nằm ngủ các bạn ạ. Nhưng mà sao ngoài ngủ mà cái mắt của ngoại lại mở ta? Ừ, các bạn nhìn kìa, ngủ mà sao cái mắt lại mở ta, nhưng mà lâu lâu lại ngước cái cổ lên. À, chắc là đang hút thuốc các bạn ơi. Ôi trời ơi, ngoại lớn tuổi rồi, đừng nên hút thuốc nha ngoại. À, ở bên này á thì chúng ta đang bị nhốt ở trong một cái căn phòng các bạn ạ. À, hình như đây chính là một cái căn phòng để nhốt một mình vào trong đây. Bây giờ nhiệm vụ mình á sẽ phải thoát ra ngoài. Ê, mà khoan từ, tôi mới thấy gì đó. Ủa? Sao có cái hình của tôi ở trong đây vậy? Oh my god. Kiểu này là tôi biết là tôi không phải là một đứa trẻ được yêu thương trong cái nhà này rồi các bạn ơi. Mình đang bị bà ngoại ghét hay sao? Bà ngoại quăng cái hình của mình vô trong thùng rác luôn, thiệt sự luôn á trời. Ok, bây giờ mình sẽ thoát ra bên ngoài nha. Đấy, này chỉ là bà ngoại ở trong game thôi, bạn hiểu không? Bà ngoại ở trong game thì mới giờ là nhốt mình vô trong phòng vậy thôi, chứ bà ngoại của mình ở ngoài đời thật á, ngoại mình thương mình lắm. Đấy, ok, nói chung là cái trò này là phải thoát ra ngoài đúng không? Nhảy ra trên đây. Trời, chết luôn. Lại, làm lại nè. Đây, nhảy qua bên đây. Lần này là phải canh kỹ hơn nè, nhảy qua. Đấy, ok rồi, nhảy qua đây. Rồi. Ok, sau đó là qua bên đây thì nhấn vào cái nút này hả? Ok, nhấn vào cái nút này. Mấy cái cửa này nó mở ra cho mình nhảy qua nè. Ok, nhảy qua. Nói chung á là có bạn nào mà đã từng chơi game rồi nhớ comment xuống bên dưới tôi biết nha. Ấy, lần trước là tôi đã thoát khỏi ông ngoại kinh dị rồi. Bây giờ tôi sẽ thoát khỏi bà ngoại kinh dị nha bạn nha. Ok. Hình như xuống dưới đây là được rồi nè. Oh, yes, sure. Ra ngoài đó bạn ơi. Rồi bây giờ mình thử di chuyển đi ra ngoài đây để coi coi. Ồ, bà ngoại đuổi theo mình đó bạn ơi. Mặc dù là lớn tuổi rồi nhưng mà đã chống gậy nhưng mà chạy rất là nhanh nha bạn nha. Trời ơi, ngoại ơi, tôi xác quá vậy. Trời ơi, đừng. Rồi xong luôn. Bà ngoại đưa mình gì vậy? Đưa cho mình bánh quy hả? Đừng có nói là tôi ăn bánh quy á, xong rồi tôi sẽ bị ngất xỉu nha. Oh my god, thôi bây giờ mình tập trung mình chạy nè. Ôi ngoại ơi, đuổi đi ngoại. Đuổi con đi ngoại. Ok rồi, chạy. Bây giờ mình sẽ tập trung mình chạy nha bạn nha. Hồi nãy là mình hơi khịa bà ngoại, cho nên bà ngoại mới đuổi theo mình trong mình ăn cái bánh luôn rồi. Ok. Thì mày nhấn nút nhanh lên, nhấn nút nè, mở cửa nè. Ui, ngoại vẫn đang đuổi theo. Chạy. Oh my god. Ủa sao mà cái nhà này tôi để ý là quá trời bánh quy luôn bạn ơi. Xung quanh đây toàn là bánh quy không nè. Hình như là bà ngoại muốn cho mình ăn nhiều bánh quy hay sao. Ở đây còn có sữa nè. Ăn bánh quy chấm sữa hả? Ủa rồi qua bên đây sao nữa? Qua bên đây thì sao nữa? Really nigga. Sao? Ôi trời. Sao khuôn mặt của bà ngoại đỏ chót vậy bạn? Oh my god, hình như ngoại không bắt được mình cho nên là ngoại tức các bạn à. Chứ ngoại cái khuôn mặt của ngoại đỏ chót luôn. Ok rồi, bây giờ mình sẽ leo lên trên cao. Bên này có cái cầu thang leo lên. Đó, leo trên đây. Ở bên đây chúng ta sẽ được hai sự lựa chọn. Một á là một cái lò xo, hai là cái máy bay. Tôi nghĩ là tôi sẽ chọn thử cái máy bay đi mấy ông, để xem cái máy bay nó giúp được mình gì nha. Ủa, chọn được không? Hả? Cái gì? Phải mua hả? Trời ơi, làm sao tôi có tiền để tôi mua đây rồi. Nếu các bạn không biết tiền ở đâu, Robux ở đâu để mấy bạn có thể mua thì ngay bây giờ hãy ghé vào. Robux giá rẻ nằm ở đâu? Robux giá rẻ nằm ở đâu? Đó, hãy nhớ ghé vào roblox.shop để mua nha các bạn nha. Thì nói chung là tôi đang chơi, tôi muốn trải nghiệm thử đó, là tôi tạm thời tôi chưa nạp đó. Bây giờ tôi sẽ chơi thử. Ôi, cái này hình như là mình phải né ra khỏi mấy cái dòng màu đỏ đỏ này đó bạn. Cái dòng này nó xoay nè, mình mà đụng chúng là mình sẽ thua. À, ok, sáng tạo phết. Ê, sao rơi xuống rồi? Ôi, leo lại. Ok, leo lên lại nè. Rồi, bây giờ mở cửa ra, đi qua bên đây. Ủa, cái nhà của bà ngoại gì mà nhìn nó giống như là cái nhà của con mèo Oki vậy. Trời ơi trời, cái gì mà nó rộng thênh thang trời, mà còn có lava nữa. Rồi xong, rơi xuống lava luôn. Oh my god. Trời, nhà của bà ngoại đúng rộng luôn á trời.
Bà ngoại chắc là bà ngoại giàu lắm nè, bà ngoại có quá trời tiền, bà ngoại mua cái nhà rộng dữ. Ở chỗ này mình có thể mua thêm cho mình một cái tên lửa nè, nhưng mà thôi, tôi mua tên lửa làm gì, tôi muốn trải nghiệm, hiểu không? Tôi sẽ chơi không nạp luôn. Ok, đó, nhảy qua. Ê! Ai, trời ơi, té nữa, thiệt sự cay, thật sự luôn các bạn. Ê, nhảy qua thêm lần nữa nè. Ui, 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 ui. Ok, qua được rồi. Ai, thiệt luôn á. Giờ mình thì mình ngại mấy cái trò bắt cua lắm bạn ơi, tại vì mình chơi hơi dở mà. Đấy, qua bên đây, qua bên đây, qua bên đây. Chui qua cái đường ống nè. Không biết tí nữa có gặp lại bà ngoại không ta. Lần trước là tôi gặp lại ông ngoại rồi, thì ông ngoại sẽ gọi là ngồi ở trên một cái con robot. Thì con robot đó là một cái con robot ta con nhện nhện đó bạn. Bây giờ là chúng ta sẽ không biết chúng ta sẽ gặp bà ngoại gọi là cưỡi trên con robot như thế nào đây. Ok, bây giờ đi qua đây. Ui, cái con chỉ. Ui, né né né. Mày quá. Ok rồi. Cái này là phải canh nha bạn nha, chỉ cần tham lam đi lố một xíu thôi là coi như thua á. Ok, né nè. Trời ơi. Mấy cái bẫy của bà ngoại cơ bộ là dễ hơn bẫy của ông ngoại các bạn ạ. Ok rồi, đi qua đây nè. Rồi, ủa khoan từ, mình có đi với ông kia được không ta? Hình như không, hình như bên đó là qua đó không không được, đi hôm nay thôi. Ok, nhảy qua đây. Nhảy lên trên đây. Nhảy lên trên đây. Trời ơi, tôi ghét cái trò bắt cua này quá. Ok, qua bên đây nè. Rồi, tiếp. Có một cái cửa, có một cái cửa. Nhảy xuống cái cửa này. À, mở cửa ra. Ủa? À, đây là người chơi, đây là người chơi. Tôi cứ tưởng là một thanh niên là đứng ở đây đợi tôi. Ui, thanh niên là có một con mèo trên vai nữa bạn. Ui, nhìn giống bé cam dữ trời. Bữa nào tôi phải nạp robot vô tôi mua thử mới được trời. Ok, bây giờ là Ủa? Cái gì đây? Bây giờ là sẽ đua xe với bà ngoại hả? Trời ngoại. Sao bà ngoại chiến quá vậy? Bà ngoại ngồi trên nguyên cái chiếc xe màu tím luôn. Đỉnh thật sự. Ok, được. Để con đua với ngoại nha. Ok, chuẩn bị 3, 2, 1, đi. Ôi, ui trời, ngoại chiến ngoại ơi. Ôi, ui. Ơi, bà ngoại chạy từ từ nha ngoại. Đừng có nhõng ben nha ngoại. Ôi, ui, trời ơi. Ui, cái lái cái xe này đã thật các bạn ạ. À. Nhìn cái cảm giác lái phê thật sự luôn á. Vượt bà ngoại nè, xin lỗi nha, con đi trước đây. Ôi, ok, nè. Không biết ngoại đang ở đâu rồi ta. Nhảy qua đây. Ôi, cái xe này phải tập trung bạn ơi. Tại mấy khu này cua quẹo em. Mấy khúc này á là mình phải để ý tập trung hơn các bạn ạ. Tại mấy khúc này nó cua, nó quẹo nhiều quá. Cho nên là mình phải tập trung. Trời ơi là trời, mới có mất tập trung có xíu thôi là phải chơi từ đầu rồi. Khổ thật sự luôn á trời. Ok. Battery critical. Ui, bay lên nè. Rồi ok, né. Bà ngoại chắc giờ vẫn đang ở sau lưng mình. Mình không dám quay lại nhìn đâu. Tại mình quay lại mình nhìn cái là bà ngoại sẽ vượt mặt mình liền. Cho nên là mình sẽ tập trung để mình chạy các bạn ạ. Đấy, tập trung chạy nè. Nhỏng bên nè, bay qua đây. Ok. Ui, nè, cái đạn này nãy mình té nè, rồi, qua được rồi. Ok, bây giờ xuống bậc thang. Ui, có một cái nhà màu hồng ở trước mặt. Tôi nghĩ là đến cái nhà này sẽ có gì đặc biệt đó các bạn. Chẳng hạn như là chiến đấu với bà ngoại chẳng hạn. Ủa? Nó vẫn là bắt cua mấy ông ạ. Thiệt luôn á, tôi ngán cái trò bắt cua này ghê. Ui, bên dưới có gai nha, té xuống một cái là thua đấy. Ok, qua bên đây rồi, mở cửa. Tiếp theo nữa chúng ta sẽ đến với cái gì đây? Sao có cái bánh quy nó rơi xuống nè. Ôi, trượt xuống hả? Oh my god, đừng có nói là tôi bị rơi cái. Trời ơi, mấy cái bánh quy nó văng ra kìa bạn. Trời ơi, ở ngoài đời thật cái nha là mình cũng hơi bị thích bánh quy luôn á. Mình mà có một căn nhà mà có nhiều bánh quy thế này hơi bị sướng luôn. Nhưng mà bánh quy của bà ngoại nấu trong game này thì có vẻ là nó không ăn được các bạn ạ. Bà ngoại đút cho mình cái bánh quy cái xong là mình ngất xỉu, mình tỉnh dậy ở đây luôn. Cái lỗ xuống bên đây. Bên này cũng có một cái lỗ xuống. Free cookie hả? Bánh miễn phí hả? Ê, trời ơi, lừa ai? Lừa ai chứ sao lừa tôi được? Mấy ông nhìn ở bên dưới kìa, có mấy cái gai kìa, thấy không? Để ý xíu là được cái gì đâu. Ê, ui, xem té. Ôi, rồi, đi qua bên đây, trời ơi. Miễn phí bánh quy hả? Nhưng mà xin lỗi, con không thích bánh quy. Ở ngoài đời thật cái nhà là mình cũng hơi bị thích bánh quy luôn á. Ủa, hồi nãy mới nói thích, giờ kìa không thích. Hơi kỳ nha. Ok, nhảy qua đây. Ui, leo lên. Đừng té xuống. Ok rồi, leo được rồi. Bay lên. Ui, cái này nhanh quá. Cái này phải tập trung nè. Ui, trời. Cái này phải tập trung nha các bạn nha. Cái này hơi nhanh đó. Ui. Ok. Rồi, đi qua bên đây sau đó là giờ là phải né mấy cái gai này đúng không? Ok, né mấy cái gai này qua. Rồi, ui. Bên dưới có nguyên một cái gọi là giống như là cái xay nước mía. Bạn nằm ở bên dưới kìa, bây giờ mà rơi xuống dưới là tôi thành nước mía luôn á trời. Oh my god. À không, tôi mà rơi xuống không phải là nước mía mà là nước sốt cà chua nha. Ok, rồi nhảy qua đây. Oh my god.
thiệt luôn á, nhà của bà ngoại gì đâu, bà ngoại xây nhiều chỗ bắt cua quá vậy. Ngoại ngoại lớn tuổi rồi mà ngoại thích bắt cua hả? Trời ơi trời. Ok, ở đây. Rồi, sau đó là dậy qua bên đây. Ok. À. Mỗi lần mà bắt cua tôi phải nín thở phải không ạ? À? Tại tôi mệt á. Ok, nhìn lên hả? Nhìn lên trên á. À, nhìn lên trên. Ủa, nhìn lên làm gì? Có gì ở đây? Ủa? Có gì ở đây? Khoan từ, để tôi lên trên đây coi. Ở trên đây vậy? À, là mình nhảy lên đây, sau đó là mình nhảy thêm một lần nữa để mình lên trên đây. À rồi, ok, hiểu. Nói chung là mình sẽ nhảy lên từng cái bục, chứ mình không có nhảy một phát qua bên kia được. Ok, rồi, nhảy nè. Rồi, nhảy thêm một cái nè, qua trên đây, bên đây. Rồi, ok, lên được đây. Oh. Ui, bây giờ tới một cái khu rừng của nhà bà ngoại. Ui, tôi nhìn cái khu rừng này tôi biết rồi nha, cái này chắc chắn là mê cung luôn nè. Ây, vậy là mình sẽ... Bà ngoại ho hả? Ừ. Hình như tôi mới thấy bà ngoại ho các bạn ơi. Bây giờ là phải vừa thoát mê cung mà vừa phải chạy trốn khỏi bà ngoại luôn hả? Cái gì mà khó dữ trời. À, tạm biệt ngoại nha, con đi nha. Ơi ngoại ơi, đừng có đuổi theo con nữa ngoại ơi. Con đi chơi xíu con về ngoại ơi. Rồi xong đường cục rồi. No! Ngoại ơi, no! Trời ơi. Cái gì vậy trời? Tôi bây giờ tôi phải thoát khỏi mê cung mà tôi còn phải thoát khỏi bà ngoại nữa. Ok, được rồi. Ngoại ơi, đuổi theo con đi. Chỗ này rẽ qua không được nè. Giờ đi qua bên đây. Ủa bên đây nó có mấy cái tượng gì nữa bạn, mấy cái tượng giúp ích được gì không ta? Ok, chạy qua bên đây. Mê cung. Oh, ngoại vẫn đang đuổi sau lưng. Ok, đi bên này. Hy vọng là tôi chọn đường đúng phải không ạ? Ui, đây, có cần gạt. Mở cửa. Ai, ngoại ơi, xin lỗi ngoại ơi, đừng đuổi con nữa ngoại ơi. Ngoại ơi, tôi mới vừa nhìn thấy ngoại đứng kế bên tôi luôn rồi mấy ông ơi. Tôi mới vừa thấy bà ngoại đứng kế bên tôi luôn á. Ủa đâu rồi? Ngoại đâu rồi? À, xin lỗi ngoại nha, con đi trước ra ngoại. Trời, ngoại vẫn đang rất là tức giận các bạn ạ. À. Cái mặt đỏ chót luôn. Ok, dạ thôi con đi đây, tạm biệt. Ok, thoát khỏi mê cung rồi. Mày quá, chỉ cần hai lần thôi mình thoát ra ngoài được rồi. Okay, bây giờ qua bên đây nè. Nhảy lên trên đây. Nhảy qua thêm lần nữa. Rồi ok, đi qua bên đây. Có bạn nào mà vượt qua được cái map này nhanh ơi là nhanh luôn, hãy nhớ comment xuống bên dưới mình biết nha. Mình nghe đâu hình như có ông mà vượt qua cái map này là được thời gian nhanh nhất luôn á, mà tôi không nhớ là bao nhiêu giây, tôi không nhớ. Còn tôi từ nãy giờ tôi thấy tôi hơi chậm rồi nha. Tại vì là tôi nãy giờ tôi toàn lo vừa chơi tôi vừa nói chuyện các bạn, tôi hơi đi chậm xíu thôi. Ok, bên này thì có hai cái tượng đứng ở đây. Sao tôi cảm giác cái tượng này nó hơi nguy hiểm mấy bạn ạ. À. Phía trước mặt của chúng ta thì có một cái bánh quy. Cái bánh quy này nó để làm gì ta? Hay là khoan, cảnh tượng này quen lắm nha, giống như trong cái video mà mình chơi cái tựa game gì mà thoát khỏi ông ngoại á, thì hình như là cũng có cái đoạn này là mình vô em thì bà ngoại sẽ xuất hiện và bà ngoại sẽ cưỡi cho một con robot hay là cái gì đó. Ok, nhấn E hoặc là cái gì đó để lấy bánh quy. Ủa sao cái bánh quy nó biến thành cái cây đại bác rồi? Really, nigga? Ủa, ôi, cái gì đây? Hai bà ngoại luôn, trời, ba bà ngoại luôn, cái gì nhiều vậy? Oh no, vậy bây giờ mình làm gì? Bắn hả? Ủa cái này bắn sao? No, cái này chơi sao? Ủa sao bắn không được? Tôi không có bắn được các bạn ơi. À, cái này là máy bắn răng giả hả? Trời. Ngoại ơi, từ ngoại ơi. Ok, lấy cây súng đó nè. Bắn nè. Bắn được rồi nè bạn. Ui. À, vậy là bây giờ đó là mình sẽ phải tiêu diệt hết những cái phân thân này của bà ngoại. Ok, giết được hai nè. Ok rồi, tiếp. Bắn đi, cái súng này bắn lâu quá vậy. Oh my god. Cái súng này bắn lâu quá bạn ơi, nó không bắn được liền. Bắn ra. Oh my god. Rồi con xin lỗi ngoại. Cái này là bất đắc dĩ ngoại ơi. Ngoại ơi. Ok. Rồi. Còn không? Hình như là còn. À trên đây. Bắn ra. Ok, máy súng bắn răng giả bạn ơi. Trời ơi, cái này hơi bị xịn. Ôi, hình như là còn nhiều lắm mấy bạn ạ. À. Mình phải bắn hết. Ui, chùm nè. Ôi trời ơi. Đằng sau lưng, phải ý sau lưng nữa bạn ơi. Ôi có một ông vô cũng tham gia bắn chung với tôi nữa bạn. Ôi. Ui trời. Lần trước ông ngoại là cưỡi ở trên một con robot nhện nha, còn lần này là bà ngoại là Naruto luôn nha bà nha. Mấy bạn nha, đây hình như là bà ngoại hình như là fan của Naruto á, bà ngoại phân thân được luôn nữa bạn. À ok. Hey. Ok, bên này đó. Hey. Ok, rồi tiếp. Còn không? À còn bên này. Hey. Ok. Cố lên, sắp xong rồi. Còn hai không? Quên rồi đúng không? Ok, quên rồi, đi. Đi tiếp. Quên rồi. Ủa còn nữa hả? Sao mà dài dữ vậy? Trời ơi, tôi cứ tưởng là ngắn lắm chứ. Ai về đâu dài dữ trời. Leo cái xe nè. Bây giờ mình sẽ phải tiếp tục lái xe lên trên núi. Ok, rồi. Không biết là lên trên đó tí nữa bà ngoại có trở thành Hokage luôn không ta? Tí nữa phải chiến đấu với Hokage luôn. Hồi nãy là ngoại đã phân thân như là Naruto rồi đó. Ok, lên trên đây. Ui, Quyên này nè. Oh my god. Yeah, Quyên rồi các bạn ơi. Yeah.
Ok, và hiện tại ở trên đây như các bạn đang thấy thì có những cái người này nè là họ đã giành được chiến thắng ở trong vòng thời gian rất là ngắn luôn. Có cái ông đầu tiên là thắng trong vòng 450 giây hả? Wow, hay dữ người ta. Ok, ở bên này á thì... Ở bên này là cái tượng của bà ngoại. Bà ngoại hình như là mấy năm rồi chưa cắt lông mũi hay sao á. Nhìn hơi dài nha. Ok, được rồi. Bây giờ thì mình nghĩ rằng là mình đã thoát khỏi được bà ngoại nữa bạn ạ. Và ok, nói chung là game này khá là hay. Thì có bạn nào đã chơi game này chưa, hãy nhớ comment xuống bên dưới cho mình biết nha. Và các bạn đã bị thua bao nhiêu lần, hãy comment xuống bên dưới cho mình biết luôn nha. Còn mình á hả, từ nãy giờ mình thua mấy lần ta, mình bị chết mấy lần ta. Nếu bạn nào đếm được á thì bạn hãy nhớ comment xuống bên dưới cho mình biết luôn nha. Còn bây giờ thì mình nghĩ rằng là video này cũng đã rất là dài rồi, cho nên mình nghĩ mình sẽ kết thúc video tại đây. Và nếu như mà anh em thích video này, đừng quên hãy để cho mình một like, một share và nhớ subscribe đăng ký họ cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên là hãy có bên kênh YouTube của tất cả các thành viên của Hero Team để đăng ký họ cho mọi người nữa nha anh em. Còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Tạm biệt. Bye bye.